Nếu như Surface 8 bản Base mới ra mắt có giá gần gấp đôi so với Surface 7 bản Base, thì Surface 3 mới ra mắt lại có giá nhỉnh hơn một chút thôi so với Surface 2, bởi Surface 3 chỉ có một số các nâng cấp nhẹ so với người tiền nhiệm Go 2. Vậy cụ thể đó là những nâng cấp gì và chúng ta nên mua phiên bản Go nào phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại? Hãy để Surface Việt tư vấn cho các bạn nhé! Sự kiện Microsoft tháng 9 năm 2021 vừa rồi thì có vẻ như Surface 8 được ra mắt đã chiếm hết spotlight và được đa số mọi người quan tâm hơn. Trong khi đó, khi Go 3 được ra mắt thì chỉ được Microsoft giới thiệu một chút thông tin ít ỏi. Mặc dù chỉ có vài nâng cấp nhỏ thôi, nhưng những nâng cấp ý đều khá đáng giá mà giá bán của Go 3 lại không bị cao hơn so với Go 2 quá nhiều. Thậm chí, nếu không muốn nói là gần như tương đương nhau, ví dụ như bản Base Surface Go 2 ở trang chủ của surfacevietnam.vn có giá hơn 10 triệu, thì Go 3 cũng chỉ có giá bán hơn 12 triệu một chút. Tuy chỉ chênh một xíu tiền, nhưng nếu chúng ta lựa chọn Go 3 thì sẽ có rất rất nhiều thứ đáng tiền. Đầu tiên là về hệ điều hành Windows 11. Với các máy Go 3 thì đã được cài đặt sẵn mặc định Windows 11, còn Go 2 chỉ là Windows 10. Go 2 cũng có thể nâng cấp lên Windows 11 nhưng không thể nào mà bằng mặc định có sẵn như Go 3. Bởi Windows 11 ra mắt được tối ưu lập trình sẵn trên Go 3 ngay từ đầu, còn Go 2 muốn lên được Windows 11 ổn, mượt mà nhất thì cũng phải đợi một thời gian để hệ điều hành Windows 11 tối ưu hơn cho các thiết bị được cài Windows 10 trước đó. Với Windows 11 mới nhất thì có vô số các tính năng mới như giao diện mới, trẻ trung, rồi thêm kho ứng dụng Android Store sắp tới được cài native trên Microsoft Store của Windows 11 sẽ giúp biến Go 3 không khác gì một chiếc tablet Android cả, với kho ứng dụng Android mở rộng thêm. Tiếp theo là về màn hình. Chất lượng hiển thị Go 3 và Go 2 là tương tự y hệt nhau, thậm chí là mình còn thích màn hình của dòng Go hơn cả các mẫu máy Surface khác, bởi độ chuẩn màu sắc của Go 2, Go 3 đều rất rất cao, đạt tới 100% sRGB, 70% Adobe RGB và 69% P3. Gần như là màu sắc chính xác tuyệt đối, hình ảnh tươi, sắc nét, chân thật. Sự khác biệt chỉ là độ sáng màn hình Go 3 sẽ cao hơn Go 2 một chút. Với Go 2 chỉ là 402 nits, còn với Go 3 là 415 nits. Ngoài màu xám Platinum thì Surface Go 3 có thêm phiên bản màu sắc là màu đen Matte Black, thêm lựa chọn về màu sắc. Còn Go 2 chỉ có một màu là màu xám Platinum. Về thông số cấu hình, Go 3 cũng được trang bị CPU đời mới hơn so với Go 2. Ví dụ, cùng phiên bản i3 thì Go 2 là i3-8100i, còn Go 3 là 10100i. Mặc dù có sự nâng cấp nhẹ về CPU, nhưng thực tế sử dụng thì Go 3 cũng chỉ hơn một chút với Go 2 và cũng khó có thể cảm nhận được ở các tác vụ sử dụng máy học tập, làm việc cơ bản khi mở Word, Excel hay PowerPoint trình duyệt web. Trên đây là một vài điểm nổi bật của Surface Go 3 so với Go 2, còn lại thì từ thiết kế, này, bàn phím, cổng kết nối và nhiều chi tiết khác thì gần như cả hai máy là tương đồng nhau, giống tới 95%. Vậy nên, nếu để lựa chọn một chiếc máy để phục vụ tốt cho công việc học tập lâu dài, thì Surface Go 3 với Windows 11 mới nhất vẫn là lựa chọn hợp lý. Bởi trong tương lai gần 10 năm tới, vẫn sẽ là các thiết bị chạy Windows 11, nên nếu sử dụng Go 3 thì các bạn sẽ quen với giao diện, cách sử dụng, tính năng của Windows 11. Sau này, khi đi làm với các thiết bị máy tính ở công ty cũng sẽ chạy Windows 11, thì các bạn sẽ thân quen và dễ làm việc hơn. Vậy còn bạn, bạn đã có lựa chọn cho mình chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận này nhé!